vụ xin chấm dứt hợp đồng mua bán đất lô đất vàng ở Thủ Thiêm xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 3-12 ở Thủ Thiêm sau khi đấu giá thành công. Cùng ngày, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đặng Quốc Toàn khẳng định việc đấu giá các lô đất được thành phố Hồ Chí Minh tiến hành chặt chẽ đúng chủ trương quy định của pháp luật, xử lý theo các điều khoản của hợp đồng. Theo ông Đặng Quốc Toàn, quá trình tổ chức đấu giá được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định và diễn ra công khai minh bạch. Hiện nay, các bên và các tổ chức, các đơn vị có liên quan đang trong quá trình thực hiện kết quả của đấu giá căn cứ theo hợp đồng và quy định của pháp luật. Các bên liên quan, người chúng đấu giá, các cơ quan chức năng của thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định. Nếu cá nhân và tổ chức nào có ý kiến khác thì sẽ xem xét xử lý theo các điều khoản của hợp đồng và theo quy định của pháp luật, ông Đặng Quốc Toàn khẳng định. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong khả năng và thẩm quyền của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chúng đấu giá thực hiện sớm dự án. Thành phố cũng kiên quyết chống để xảy ra tình trạng thổi giá, chống đầu cơ đất đai. Đặc biệt, thành phố vẫn luôn theo dõi cũng như có biện pháp cần thiết để quản lý và điều tiết thị trường. Phải đấu giá lại. Trao đổi với các phóng viên, một cán bộ của Trung tâm đấu giá tài sản nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện nay, tập đoàn Tân Hoàng Minh tuyên bố hủy hợp đồng mua tài sản chúng đấu giá thì lô đất 3-12 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn là tài sản của nhà nước. Nhiều ý kiến hỏi rằng có thể mời doanh nghiệp trả cao thứ hai trong phiên đấu giá đứng ra nhận chuyển quyền sử dụng lô đất 3-12 hay không. Theo giải thích của cán bộ Trung tâm đấu giá tài sản nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, không thể áp dụng trong trường hợp này được. Bởi theo quy định, việc công bố người trả giá liền kề chúng đấu giá chỉ xảy ra khi đơn vị chúng đấu giá từ chối kết quả chúng đấu giá ngay tại phiên đấu giá và thỏa mãn điều kiện giá liền kề đó cộng với khoản tiền 20% đặt cọc phải bằng hoặc cao hơn giá chúng đấu giá của người từ chối kết quả đấu giá lần đầu và người trả giá liền kề chấp nhận mua ngay tại phiên đấu giá. Cụ thể, ở phiên đấu giá thứ 69, doanh nghiệp trả giá cao thứ hai là 23.800 tỷ đồng cộng với 600 tỷ đồng tiền đặt cọc, tổng cộng là 24.400 tỷ đồng, vẫn còn thấp hơn kết quả bỏ đấu giá và trúng giá của công ty bất động sản Ngôi Sao Việt lượt đấu giá thứ 70 là 24.500 tỷ đồng. Trong đó, người kế tiếp không thể trúng giá nếu công ty bất động sản Ngôi Sao Việt bỏ cuộc ngay tại phiên đấu giá. Ngoài ra, nếu giá liền kề cộng với khoản tiền đặt cọc trước đó nhỏ hơn giá đã trúng đấu giá, người trả giá liền kề không chấp nhận mua thì cuộc đấu giá không thành công. Ở đây, công ty bất động sản Ngôi Sao Việt đã ký hợp đồng nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại lô 3-12, số tiền đặt trước đã trở thành tiền đặt cọc. Nếu họ xác định hủy hợp đồng thì khoản tiền đặt cọc này sẽ xử lý theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng và lô đất 3-12 sẽ được tổ chức đấu giá lại theo quy định của pháp luật. Luật sư Nghiêm Xuân Lý, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu công ty Tân Hoàng Minh có thư xin chấm dứt hợp đồng thì sắp tới cơ quan chức năng sẽ chế tài theo đúng quy định của luật. Theo luật định, số tiền đặt cọc tham gia phiên đấu giá sẽ được bổ sung vào công quỹ. Việc đơn vị trả giá cao thứ hai có được mua tài sản đấu giá hay không, trung tâm đấu giá có quy định cụ thể. Tuy nhiên, tại thời điểm này, đơn vị trả giá cao thứ hai khó có thể mua tài sản đấu giá bởi phiên đấu giá đã chấm dứt từ lâu và có quyết định công nhận kết quả. Bộ Công an xác minh một số dự án của Tân Hoàng Minh. Ngày 12 tháng 1, nguồn tin cho biết, cơ quan điều tra của Bộ Công an vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kinh tế, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội về việc cung cấp thông tin liên quan tới một số dự án do tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại Hà Nội. Cơ quan điều tra đề nghị các đơn vị trên phối hợp
làm rõ các văn bản pháp lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký duyệt. Các tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, kế hoạch sử dụng đất tại 11 dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện gồm ở Hoàng Cầu, chung cư ở Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Bài, v.v. Liên quan đến việc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước yêu cầu một số ngân hàng thương mại rà soát và báo cáo hoạt động cho vay, bảo lãnh dự thầu đối với các khách hàng tham gia chung đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một số ngân hàng đã có báo cáo, cụ thể ngân hàng SHB khẳng định không cấp tín dụng cho khách hàng để tham gia đấu giá chung đấu giá quyền sử dụng đất ở đất Thủ Thiêm. Vietcombank cũng nêu rõ tính đến ngày 7 tháng 1 năm 2022 không phát sinh bất kỳ khoản cấp tín dụng cho vay, bảo lãnh đầu tư trái phiếu đối với các doanh nghiệp và cá nhân để tham gia đấu giá tại các lô đất ở khu đô thị Thủ Thiêm. Độc giả nghĩ gì về vấn đề bỏ đấu giá đất ở Thủ Thiêm và khi nào sẽ tổ chức đấu giá lại hay để ở dưới?